너 여름 방학에 뭐할 거야? cậu có kế h o n g h ỉ không? 나 요리를 배울 거야. tôi học nấu ăn. 왜 요리를 배우고 싶어? Tại sao cậu muốn học nấu ăn? 가족들에게 맛있는 요리를 해주고 싶어. Tớ muốn làm món ăn ngon cho gia đình. 그리고 요리할 줄 아는 사람이 멋있어 보이잖아. hơn nữa người biết nấu ăn 너는 계획이 있어? còn cậu, cậu có kế hoạch gì không? Ngày mai tớ sẽ bắt đầu học tiếng Việt. Wow, Xin chào. Oh, xin chào, 너 베트남어 할줄 알아? cậu có thể nói tiếng Việt à? 아니 인사말밖에 몰라. Không tớ chỉ biết lời chào thôi. Cậu có kế hoạch gì trong kỳ nghỉ hè không? Tớ sẽ học nấu ăn. Tại sao cậu muốn học nấu ăn? Tớ muốn làm món ăn ngon cho gia đình hơn nữa người biết nấu ăn trông rất ngầu còn cậu cậu có kế hoạch gì không ngày mai tớ sẽ bắt đầu học tiếng việt ồ xin chào cậu có thể nói tiếng việt à không tớ chỉ biết lời chào thôi 어제 축구 봤어? 홍, 과, 거, 거, 샘, 봉, 다, 어제 경기 진짜 재미있었는데. 전놀 훔과 과투 비. là 응, gì có tất nhiên rồi Chúng ta đã chiến thắng một cách áp đảo 선수들이 아주 많이 노력했어. 각 cầu thủ đã nỗ l 노력의 승리야. đó là chiến nỗ lực Ba Đúng vậy Ta nên Tớ rất tự hào về đội tuyển của chúng ta 나도. tớ cũng thế. 우리나라의 자랑이야. họ là niềm tự hào của cả đất nước. hôm qua cậu có xem bóng đá không trận đấu hôm qua quá thú vị có tất nhiên rồi chúng ta đã chiến thắng một cách áp đảo các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều đó là chiến thắng của sự nỗ lực đúng vậy tớ rất tự hào về đội tuyển của chúng ta tớ cũng thế họ là niềm tự hào của cả đất nước